Ok hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em, thì trong khoảng thời gian upload là tôi đã trải qua cái máy farm giám hộ biển đấy, ở chỗ này này, để tôi cố gắng để tôi sửa lại cái máy farm kẻ đuối nước, nhưng mà nói chung là nó vẫn chưa hoạt động được anh em ạ. Sửa khá là khó, mãi mà vẫn chưa hoạt động được đấy. Ok anh em ạ, thì tôi mới nhận ra đó là mình bỏ bê cái chỗ này lâu quá rồi, tôi nghĩ là tôi cần phải xây thêm một cái gì đó ở đây nữa. Tôi thật sự muốn biến cái khu vực này thành một cái doanh trại mới của mình anh em ạ, kiểu là cái doanh trại phụ ấy. Bởi vì là anh em quẻ thế là khu vực cái toàn băng tuyết nên là trông khá là lạnh lẽo anh em ạ, trông cô đơn lắm. Và như anh em quẻ thấy là bên kia chính là hòn đảo nấm ấy đúng không? Tôi xin phép anh em tôi không quay nhiều nhé, bởi vì là tôi đang để cho cái khoảng cách kết xuất nó cao, nên là bây giờ mà mình cứ quay đi quay lại nhiều lắc anh em ạ. Đấy, tôi bật to cao lên là để cho anh em nhìn thấy cái hòn đảo nấm thôi. Đấy, nên là hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ xây một ngôi làng ở hòn đảo nấm anh em ạ. Một ngôi làng nấm anh em nhá. Đấy. Ok anh em ạ, thì bây giờ là tôi đi tới hòn đảo nấm này, tôi sẽ chạy xung quanh tôi tìm chỗ đẹp anh em ạ. Và sau đó là mình tìm rồi ấy, là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta về và chúng ta chuẩn bị đồ, sau chúng ta quay ở đây và chúng ta xây anh em ạ. Ok, nhưng mà trước khi làm chuyện đó ấy, phải cho cái này nhỏ xuống đã. Đấy, tôi cho tận 20 mà 7 thôi anh em ạ. Đấy. Đấy, mượt cái anh em ạ, mượt cái. Rồi, xuống thôi anh em ạ. Úi giời ơi. Nào, chúng ta cùng đi qua thử cái hòn đảo kia rồi thì đi tìm cái điểm đẹp thôi anh em ạ. Ok anh em ạ, chúng ta tới rồi đây. Ok anh em, thì trước khi bắt đầu video thì anh em đừng quên like và subscribe tôi nhé. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó ý nghĩa đối với tôi rất là nhiều anh em ạ. Thật sự cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em, ôi dồi, anh chào em bò, anh chào em bò. Nếu mà theo tôi được biết ấy, thì hình như là mình chấm con này thì nó có rơi nấm không nhỉ? Chắc là để tôi thử phát anh em nhé. Một cái chết luôn này, ui dồi ôi. Không anh em ạ, tôi thấy nó cũng như con bò bình thường anh em ạ. Đây thì theo anh em thấy là con đảo nó khá là gồ ghề, thì tôi rất là muốn tìm một cái điểm nó bằng phẳng anh em ạ. Cái điểm bằng phẳng để mình xây cái ngôi làng của mình chứ. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ chạy đi và tôi tìm một cái vùng nó bằng phẳng anh em ạ. Wow, ở trong này nó cũng có hang động và các thứ y như bình thường đấy anh em. Nhưng mà tôi cứ nghĩ là cái vùng đảo nấm này nó không có hang động cơ. Nó cũng có đá này, ô than luôn này. Nó cũng bình thường phết anh em ạ. Wow. Wow 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 wow. Ghê nhờ. Rồi. Kệ đi anh em ạ, chúng ta chả cần đi hang động đâu. Mình giàu lắm anh em ạ, khoáng sản của tôi nhiều lắm. Ok anh em ạ, thì anh em có thể thấy là nó khá là gồ ghề đúng không? Nó khá là đồi núi anh em ạ. Nó có vẻ là hòn đảo này khá là khó để xây nhà đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là cuối cùng là tôi cũng sẽ tìm một điểm đẹp thôi. Ok anh em ạ, chắc là bây giờ tôi sẽ về nhà tôi chuẩn bị đồ đã anh em ạ. À, và sau đó chúng ta cùng quay đây và chúng ta tìm cái vùng bằng phẳng sau. Đấy, cứ chạy nữa là cái trà đây anh em ạ. Tôi về rồi anh em ạ. Ok anh em ạ, tôi cần về nhà ở đây. Ok nhá, thì bây giờ mà mình muốn chuẩn bị đồ ấy, là nói chung là toàn là mấy cái dụng cụ trong nhà thôi. Cái đe rồi các thứ, cái bàn grab, bị dàn pha thuốc các thứ, nói chung là cũng easy thôi. Thế nhưng mà chỉ có duy nhất hai đồ là mình cần phải chuẩn bị cái số lượng lớn anh em ạ. Đó chính là bê tông đỏ và khối thạch anh. Đấy, bê tông đỏ là để tôi làm cái nấm này. Đấy, khối thạch anh để làm cái thân cây của cái nấm. Thì cái khối thạch anh ấy là chuẩn bị khó nhất anh em ạ, bởi vì bê tông mà chuẩn bị cũng dễ thôi, tôi chỉ cần sỏi thôi. Khối thạch anh là mình cần có những cái thạch anh nether rơi này. Đó, đào rất là nhiều anh em ạ. Nhà tôi nghĩ là bây giờ chắc là tôi đi tôi tìm và tôi đào luôn anh em ạ. Rồi ok các em ạ, tôi đã về nhà ở đây các em ạ. À, cũng được khá nhiều thạch anh nether đấy. Thì nếu mà sau khi mà anh em có cái thạch anh nether này, là bây giờ là anh em muốn craft khối thạch anh ấy, là anh em đặt nó vào 4 ô anh em ạ. Đấy, là được một khối thạch anh. Ok chưa? Nhưng mà cái khối thạch anh đấy nó không đẹp anh em ạ. Đây này, đây này, nếu mà anh em nhìn kỹ ấy, là anh em sẽ nhìn thấy nó có mấy cái đường viền đúng không? Đấy, nên là mình xây nấm nó không thật anh em ạ. Thế nên là chúng ta phải làm cái khối thạch anh mịn thì trông nó mới thật anh em ạ. Thì bây giờ mà muốn làm khối thạch anh mịn ấy là đơn giản thôi, là mình sẽ nung cái khối thạch anh lên anh em ạ. Đây này, đấy, nung nó lên là được khối thạch anh mịn. Đâu rồi? Ăn của tôi đây rồi.
Đấy, tôi sẽ nung hết cái đống này lên anh em ạ. Đây, và hết cả cái đống này luôn. Ok anh em ạ, thì tôi đã craft hết thạch anh đen sơn này, khối thạch anh rồi đấy. Và nó cho hết vào tôi nung rồi anh em ạ. Rồi, đấy. Và trong lúc mình đợi cho những khối thạch anh nó nung xong ấy, là tôi sẽ đi đào sỏi anh em ạ. Đấy, thì nếu mà anh em mà muốn đào được cái cục sỏi ấy, thì anh em đừng dùng cái xẻng mà có gia tài nhá. Đây này, bởi vì là nếu mà xẻng của anh em mà có gia tài ấy, thì là anh em đào toàn ra cái đá lửa thôi. Và đó là lý do vì sao mà tôi phải cầm thêm cái xẻng mà nó có cái chậm hỏng đấy anh em. Rồi, bây giờ mà muốn đào sỏi ấy, thì tôi cứ xuống cái hầm tôi đào thôi anh em ạ. Thì ở dưới này nhiều lắm hơn. Thì nếu mà anh em nào không biết ấy, thì là đào sỏi là bởi vì là mình dùng sỏi là mình sẽ craft được bột bê tông đấy. Đó. Với bột bê tông là mình có thể làm được bê tông đỏ anh em ạ. Đây, thì là cái chỗ này ấy, là nó liên kết với cái máy farm slam của tôi đấy. Đây này, ấy. Lúc trước tôi xây tôi không nói cho anh em. Đấy, thế nhưng mà nó liên kết đây anh em ạ. Đấy, tất nhiên là mình chắn nó lại đi anh em ạ. Tôi không muốn dây dưa đâu. Chứ không nó làm hỏng cái máy farm của tôi mất rồi anh em ạ. Rồi, tôi đào cái bên cạnh này đi. Rồi đây anh em, sỏi đây. Đấy, đào thôi anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, thì tôi đã về nhà rồi đây. Tôi cũng đào được cũng khá khá rồi anh em ạ. 10 này, đấy, 64, đấy, chung cũng khá khá rồi. Vừa nãy là tôi cũng bị xúc thêm cát rồi anh em ạ. Đây nhá, thì bây giờ nếu mà anh em muốn làm cái bột bê tông ấy, là anh em phải có cái màu nhuộm. Thì bởi vì là chúng ta cần làm bê tông đỏ nha, chúng ta sẽ chọn màu nhuộm đỏ anh em nhá. Mà màu nhuộm đỏ ấy là tôi có quá nhiều anh em ạ. Bởi vì tôi có máy farm golem mà. Quá nhiều. Chúng ta sẽ làm bê tông cái này anh em nhá. Đặt nó vào đây này. Đặt 4 sỏi, 4 cát và màu nhuộm vào. Đấy, bột bê tông đỏ. Ok anh em nhá. Sau khi mà anh em có cái bột bê tông đỏ đấy, là anh em có thể làm nó ra bê tông đỏ được bằng cách là anh em để cho nó vào nước anh em ạ. Đấy, tôi cầm ra ngoài tôi để cho anh em xem. Đây nhá, đây bột đúng không, này đấy bột nhá, đặt vào đây đấy. Thì theo anh em có thể thấy là cái này là nó khá là mịn màng đúng không, trông nó khá là gọi là nuột đấy. Rồi theo tôi nghĩ là bằng này bê tông đỏ là ok rồi đấy nhỉ, chúc nó biến hết mấy cái bột này thành bê tông rồi được đấy. Được rồi anh em ạ, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị thêm một vài cái đồ lung tung thôi, và xong rồi đó tôi sẽ mang hết qua cái chỗ đảo nấm anh em ạ. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây làng nấm anh em nhá. Rồi ok các em ạ, tôi chuẩn bị hết đồ và tôi mang tới luôn cái đảo nấm ở đây anh em ạ. Đây thực ra là anh em trông có nhiều đồ này, nhưng mà nói chung là toàn mấy cái dụng cụ ở trang trí thôi. Đấy, chứ còn xây cái nhà nấm đơn giản lắm. Thì là cái chỗ này là nó cách khá là xa mấy cái máy farm của tôi anh em nhá. Mình cứ chạy thẳng hướng cái này thì là mình sẽ tới được cái chỗ máy farm. Tôi phải chạy một đoạn khá là xa ở trên cái hòn đảo này tôi mới tìm được một cái chỗ nó phẳng này đây anh em ạ. Mà chỗ này đẹp kinh khủng anh em nhá. Đây này, tôi cho anh em xem cái hồ nước đẹp lắm. Đây này, đây này, ấy siêu phẩm đây anh em ơi. Đẹp chưa, đẹp không? Ui rồi ôi, cái hồ này sau này chắc chắn là tôi sẽ làm một cái chuyện gì đó với nó anh em ạ. Hồ đẹp như này cơ mà, chắc chắn luôn anh em ạ. Rồi, nhưng mà trước kia ấy cứ xây cái làng đã anh em ạ. Rồi, trước khi xây cái làng ấy là tôi phải xây cái nhà tôi trước chứ đúng không? Tôi là người tạo làng mà, nên là tôi phải có cái nhà trước. Đây. Nó ok các bạn, thì cái nhà tôi sẽ là một cái nhà nấm màu đỏ cực kỳ đẹp anh em nhá. Đẹp lắm, đây này. Ok. Chúng ta sẽ cần có thùng này, cần có thân cây này, à cầu thang này. Rồi thì phiến gỗ anh em ạ, đèn lồng. Rồi. Ok. Tôi sẽ bắt đầu xây cái cơ bản của cái nhà tôi trước anh em nhá. Xây cái nền móng trước nào. Được rồi nào. Đầu tiên nhá, là chúng ta phải đào đi anh em ạ. Thế nhưng mà tôi xin phép anh em là cho tôi đào bằng tay không nhá, chứ mà tôi dùng xẻng nó đào mạnh quá anh em ơi. Đào bằng tay không cho đỡ hỏng đất. Thì cái lý do tại sao mà tôi không dùng xẻng ấy, là tôi sợ tôi đào nhầm vào các cục bên cạnh này này. Thì tôi đâu có cần phải đè lên các cục bên cạnh đâu ấy. Thế này tôi sợ xấu anh em ạ. Rồi xong rồi, chúng ta sẽ lắp gỗ vào anh em nhá. Đấy, lắp ván gỗ vần sam vào. Ok anh em nhá. Xong bây giờ là anh em xây theo tôi này. Chúng ta xây cái này anh em nhá. Chúng ta sẽ bao phủ xung quanh cái này. Ok anh em ạ. Xong rồi đó, chúng ta xây ra như thế này. Ok anh em. Đấy như vậy nhá. Còn ở chỗ này thì sao?
chỗ này là đặt cái thùng anh em nhá. Đặt vào. Ơi. Phải đặt cái thùng nó hướng lên bên trên anh em nhá. Đấy. Đây cũng vậy này. Rồi, xong bây giờ đặt tới thân cây anh em ạ. Thân cây cũng vậy luôn, ngồi xuống đặt anh em ạ. Ok chưa? Xong bây giờ đặt tới cái thang anh em ạ. Thế này này. Đấy. Nói, ngon đấy. Đặt vào đây anh em nhá. Đấy. Ok. Xong bây giờ là anh em cần có cái ván gỗ này. Rồi. Đấy. Đặt vào đây anh em. Xong bây giờ chúng ta sẽ xây đến cạnh tường anh em ạ. Cạnh tường là chúng ta xây này anh em nhá. Xây lên thêm 3 ô này. Xong thêm một cái ở trên đỉnh đầu anh em ạ. Đấy. Ok anh em. Sau khi mà anh em đã xong cái này rồi ấy, là bây giờ chúng ta tiếp tục xây cạnh tường anh em ạ. Nhưng mà chúng ta xây nó ở lớp bên trong thì sẽ xây này anh em nhá. Hai cái này, xong quành qua. Cái này là mình xây để mình bao phủ đây anh em ạ. Đấy. Bao phủ lại như vậy anh em nhá. Và làm như vậy với cả hai cái còn lại luôn anh em ạ. Ok anh em ơi, ngon rồi đấy. Ok, thì sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là chúng ta sẽ xây tiếp cái chỗ này luôn. Thì cái chỗ này đơn giản này thôi anh em ạ. Chúng ta cũng sẽ kéo qua ba cái như này. Ok chưa? Xong cũng lên này. Xây một cái vào. Đấy, như vậy anh em nhá. Rồi. Đây anh em ạ, thì là nó còn một cái nữa, đó là chúng ta sẽ dùng những cái phiến gỗ. Đây, đấy. Chúng ta sẽ đặt này anh em ạ. Để nó đứng lên đã. Mình đặt mình kéo dài qua anh em nhá. Đấy. Trông khá là hay anh em nhỉ. Sau đó mình treo đèn lồng anh em ạ. Rồi, đẹp ngay anh em. Để tôi lấy cửa là tôi dùng cái cửa tôi ấy vào. Đấy. Chúng ta đã xong cái lối vào đấy anh em. Đây tôi vào đây đặt cái xong này. Rồi, ngon lành càng đào ấy các bạn ơi. Ok anh em ạ, thì ở bên trong này này, chúng ta cũng sẽ dùng những khối thạch anh mịn nhá. Đặt vào bên nào. Ok anh em ạ. Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xây cái tường anh em ạ. Bây giờ mà muốn xây cái tường ấy là tôi sẽ dùng nước để tôi lên này. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái tường là chúng ta sẽ xây lên thế này. Chúng ta xây từ cục này anh em nhé. Xây 2 tầng. Đấy. Và mình cứ như vậy mình bao phủ xung quanh cả cái nhà này anh em ạ. Ok anh em, ngon rồi đấy. Xong bây giờ là ở 4 chỗ này nhá. Ở 4 chỗ này là mình xây lên 3 cục anh em ạ. 1 rồi này, 2 này, 3 này. Đó. Ok, sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là mình lại xây thêm 3 cục nữa anh em ạ. 1, 2, 3. Nhưng mà cái này là mình xây và mình bao phủ cái ấy luôn anh em ạ. Đây này, đấy. Xây bao phủ luôn thế này anh em ạ. Ok anh em, sau khi mà anh em đã lên được 3 cục ấy, là bây giờ là ở 4 phía nhá, là anh em đều xây ra 3 cục nữa bên ngoài anh em ạ. Nhầm. Ôi, thành công rồi. Rồi ok anh em, sau khi mà anh em xong này, là bây giờ là anh em sẽ xây nối các cái đầu này lại với nhau nhá. Nhưng mà nối theo hình chéo anh em ạ. Thế này này. Đấy anh em thề. À, và mình cứ như vậy là mình xây tiếp anh em nhé. Rồi anh em ạ. Ngon rồi. Sau khi mà anh em xong này này, là bây giờ là anh em sẽ xây ra một cục ở chỗ này. Thế này này, xây ra hai cục nhá. Xong phá cục đi anh em ạ. Đấy. Thì nó thành ra được một cục ở giữa. Rồi anh em này, xong rồi đấy. Sau khi xong này nhá, là bây giờ là mình xuống rồi anh em ạ. Xuống nào. Ui, ôi, what the hell. Thật sự đó là pha nhảy gọi là fail nhất từ trước cái này mà tôi từng thực hiện luôn đây các bạn ơi. Ok nhá. Sau khi mà xong này này, là bây giờ là chúng ta phải xây một cái đường để chúng ta đi lên chỗ này các em nhá. Chắc là tôi sẽ dùng ván gỗ đi chả. À. Ok các em ạ, chúng ta sẽ đi lên này. Sau đó là chúng ta sẽ dùng cầu thang. Ôi chết cha rồi. Tôi để quên ở dưới này rồi. Dùng cầu thang thạch anh mịn anh em nhá. Đấy. Và chúng ta đi lên lại anh em ạ.
thì chúng ta sẽ xây nó theo cái hình như này anh em nhá. Nó là một hình rất là đẹp. Cầu thang này, phiến luôn này. À, xây này anh em nhá. Đấy. Và phiến thạch anh là để vào đây anh em ạ. Ok chưa? Để tiếp vào đây anh em nhá. Đấy, xong tiếp tục là mình cứ như vậy mình làm xung quanh cả căn nhà của mình anh em ạ. Xong rồi đấy. Đấy, thật sự tôi không hiểu tôi xây cầu làm gì bởi vì tôi đâu có cần đâu. Đúng không? Rồi đây anh em ạ. Ok rồi đấy. Thế bây giờ tôi phá cầu đi rồi đấy anh em ạ. Rồi anh em ơi. À, thì nếu mà anh em không biết ấy thì là cái vùng đảo nấm ấy là quái nó không bao giờ nó spawn ra anh em nhá. Đấy. Thế nên là nếu mà tôi tính xây một cái doanh trại ở đây này là ở đây sẽ gần như là không có một máy farm nào luôn anh em ơi. Bởi vì là mình có xây máy farm mà thì quái nó cũng chả spawn ra cho mình farm thôi anh em ơi. Đấy, sau khi xong này nhá là bây giờ tôi trèo lên bên trên và tôi bắt đầu tôi làm cái đầu nấm thôi anh em ạ. Rồi anh em ơi. Quá easy luôn anh em ạ. Rồi nhá. Sau khi mà lên trên này rồi ấy thì bây giờ là chúng ta sẽ xây cái này anh em ạ. Chúng ta sẽ xây nó mà... À chưa. Tôi nhầm anh em ạ. Chúng ta còn thiếu một cái nữa. Đó là chúng ta cần dùng cái phiến thạch anh này này. Chúng ta đặt nó như này anh em nhá. Đấy. Rồi anh em ơi. Đấy, xong rồi đấy. Sau khi mà anh em xong được tới đây rồi nhá là bây giờ chúng ta mới bắt đầu dùng bê tông đỏ để xây cái đầu nấm này. Đấy, chúng ta đã xây cái này anh em nhá. Đó anh em, thì đơn giản là mình xây mấy cái bê tông đỏ là mình bao xung quanh cái này lại thôi anh em ạ. Đấy, ok các bạn, sau khi mà xong này nhá là bây giờ là anh em sẽ xây bê tông đỏ nó vào các cái chỗ này này. Thì cái chỗ giữa này nó có bốn cái phía này này. Ok chưa? Đấy. Và ở hai cái chỗ này nó có bốn cái góc anh em ạ. Đấy. Cái này là họa tiết thôi anh em ạ. Nào, phá cái này đi anh em ạ. Ok chưa? Khi mà anh em xong này nhá là bây giờ là anh em sẽ xây lên một bức tường hai block anh em ạ. Đây. À. Rồi anh em ơi, quá ngon rồi anh em ạ. Sau khi mà anh em đã có cái bức tường này rồi này là bây giờ là anh em sẽ xây thêm cái tầng tiếp theo cho cái mái này. Thì là anh em xây này này, một cục lên đúng không? Đấy, sau đó là anh em xây một viền nữa thôi. Chỉ một viền thì nó bao xung quanh cả cái mái anh em ạ. Và khi tới đây này thì anh em phải xây thêm một cục nữa thì nó ra giữa nhá. Đấy. Rồi anh em ạ. À, bây giờ chúng ta xây thêm một tầng cuối cùng nữa anh em nhá. Thì vào nốt tầng đó là mình xong rồi đấy anh em. Đấy, thì cái tầng đó đơn giản là như này anh em nhá. Chúng ta xây lên một cục này, xây kéo ngang qua, thế nhưng là phá cục rồi đi anh em ạ. Rồi. Được chưa? Thì vào rồi thì mình cứ bao xung quanh cả cái mái thôi anh em ạ. Rồi anh em ơi. Ngon rồi đấy. Đẹp rồi đấy anh em ạ. Quá tuyệt rồi. Ok anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ xuống mà tôi sẽ cho anh em xem thử cái nhà nấm của tôi anh em nhá. Cực kỳ đẹp anh em ạ. Úi giời. Rồi. Nào. Nào, đẹp không? Đẹp không anh em? Lại bảo không đẹp đi. Đấy. Quá tuyệt rồi anh em ạ. Ok. Rồi ok anh em ạ. À, thì sau khi mà xong này nhá thì bây giờ là mình trang trí thêm một vài cái họa tiết nữa thôi. À, nhưng mà trước tiên anh chắc là tôi phải thay đổi cái lối vào này, nó qua bên này anh em ạ. Bởi vì là cái lối vào đi hướng ra biển này trông nó không hay lắm anh em nhỉ. Mình để nó quay ở đây đi anh em ạ. Rồi ok các bạn ạ. Đẹp vào đây anh em. Ok nhá. Sau khi mình xong này ấy, là bây giờ là tôi sẽ đi lên trên cái mái kia anh em ạ.
Bởi vì là nếu mà anh em mà nhìn từ trên cao xuống ấy, là anh em thấy là nó đỏ chót đây này à, thì trông kiểu là nó chả có gì ấy, thì trông nó không thật đúng không? Thì trông nó máy móc quá. Đây này, chứ các cái nấm đỏ bình thường ấy là nó sẽ có thêm những cái đốm trắng mà đúng không? Đấy. Nên giờ tôi sẽ đi lên cái máy và tôi trang trí một chút anh em ạ. Rồi anh em ơi, cái đó là skill mà Dream không có anh em nhé, hay có mình tôi có rồi, hay tôi giỏi mà anh em ạ. Ok anh em ạ, thì nếu bây giờ mà muốn trang trí ấy, là đơn giản là chúng ta sẽ phá đi một vài khối bê tông đỏ và chúng ta thay vào đó là những khối thạch anh mịn thôi. Đấy. Thì cái này ấy, thì anh em thay là anh em cứ thay theo cảm tính của anh em thôi. Thì kiểu là anh em thay và anh em cảm thấy nào nó đẹp ấy, thì anh em thay. Đơn giản mà. Ok anh em ạ, thì theo như tôi nghĩ là chắc là như vậy đủ đấy anh em nhỉ. Ok anh em ạ, mình xuống thôi. Nào, nào. Oh, ok anh em. Đấy. Thì bây giờ nhá, mình mà đứng xa xa ra là mình nhìn là nó thật hơn anh em ạ. Đây này. Đấy, đúng không? Đó, đẹp hơn rồi. Đấy, ok anh em nhá. Thì bây giờ thì chúng ta trang trí ở xung quanh cái cây nấm nữa. Đó. Bởi vì là nếu mà anh em mà để ý kỹ ấy, thì trông nó cũng vuông vắn mà đúng không? Thì trông nó cũng hơi máy móc. Đó. Trang trí xung quanh cũng dễ thôi. Đơn giản là anh em dùng mấy cái phiến này. Đấy. Hoặc là mấy cái cầu thang ấy. Rồi thì anh em cứ đặt theo cái sở thích của anh em thôi. Ok các bạn ạ, thì theo tôi thấy thế này có vẻ là ok rồi đấy anh em nhỉ, có vẻ là ngon rồi đấy, đấy, trông có tự nhiên hơn anh em ạ. Rồi, xong rồi nhá. Ok các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ xây tới phần cửa sổ anh em ạ. Phần cửa sổ tôi sẽ xây nó ở đây, đó, nó sẽ nhìn vào hướng này, bởi vì là hướng này là hướng mặt trời mọc anh em ạ. Quá đẹp anh em ạ. Nào, bây giờ ấy, mà muốn xây cái phần cửa sổ ấy, thì chúng ta phải đi lên trên này này. Từ từ anh em ạ, để tôi xây cái đường nó lên đó. Đây, thì dùng nước nó đi lên. Rồi. Bỏ cái giày ra anh em ạ. Rồi. Rồi ok anh em ạ. Thì bây giờ mà mình muốn xây cửa sổ ấy là mình phá đi cái chỗ này anh em ạ. Đấy. Phá đi ba ô luôn anh em ạ. Ôi. Rồi anh em. Thực ra mình phá đi 4 ô luôn đấy anh em ạ. Đó. Phá đây luôn. Ok anh em nhá. Sau khi mà xong cái này ấy, là bây giờ là mình sẽ dùng gỗ này. Ván gỗ. Mình xây cái này anh em ạ. Đấy. Xây chắn qua. Ok chưa. Xong rồi tới thân cây anh em ạ. Thân cây là trên cái ván gỗ này anh em nhá. Đấy. Trên thân cây là đến mấy cái thùng anh em ạ. Thùng này. Đấy. Phải đặt nó ngửa lên anh em nhá. Rồi anh em ạ. Ok nhá. Xong bây giờ là trên mấy cái thùng này này thì là lại tới thân cây đó anh em ạ. Và trên cái thùng này là đến cái cầu thang rồi anh em ạ. Phải thêm tầng nữa anh em ạ. Rồi. Hả? Thì chúng ta xây cầu thang như vậy anh em ạ. Chúng ta cũng làm như vậy với bên kia luôn anh em ạ. Rồi anh em ạ. Ok rồi đấy. Ngon rồi đấy. Ok nhá. Sau khi mà anh em xong cái này ấy, là bây giờ là anh em sẽ xây thêm một cái ở đây. Đây này. Đấy. Anh em sẽ có một cái thang thì bị ngược vào như vậy. Ok nhá. Bây giờ trong này thì anh em đặt một khối thạch anh vào thôi. Đấy, đơn giản mà đúng không? Ok các bạn ạ, ngon rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải dùng nước để chúng ta đi lên bên trên đây các bạn nhé. Ok, sau khi mà lên đến bên trên rồi ấy, là anh em sẽ đặt những tấm phiến gỗ. Đây, một tấm ở đây này, xong một tấm này ngang qua. Là để chốc nữa là mình đặt cái đèn lồng đấy anh em. Được cái sổ của tôi đâu rồi. Tôi múc cái nước kia được rồi. Nào, rồi. Ngon rồi anh em ơi. Thành công mỹ mãn rồi. Nào, lôi đèn lồng và đặt anh em ạ. Đấy, đẹp ngay anh em ạ. Quá ngon này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng đến cái cầu thang anh em ạ. Đặt vào đây. À, xong bây giờ tôi xuống cái rương để tôi lấy cái kính anh em ạ. Đâu rồi, đấy, thủy tinh đấy. Rồi anh em ơi, xong rồi đấy. Quá đẹp anh em ạ. Đây nhá, để tôi đứng lui lui ra cho anh em nhìn này. Đẹp không? Tuyệt vời không? À, hình như là tôi quên mất anh em ạ. Đó là chúng ta còn phải dùng mấy cái chắp đo nữa. Để từ từ tôi lấy mấy cái chắp đo tôi đặt vào đấy anh em ạ. Ok anh em ạ, thì chúng ta sẽ đặt cái chắp đo nó vào cái thân cây ở bên dưới nhá. Đây này. Đây, đặt chắp đo nó vào cái thân cây này này.
đấy. Đấy, mình làm như vậy nó về cái bệ này luôn anh em ạ. Rồi, xong như vậy nó về cái bệ này luôn này. Rồi anh em ơi, này chính thức hoàn thành rồi đây anh em. Hoàn thành rồi. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ lên trên nóc và tôi xây thêm một cái cửa sổ trên nóc anh em ạ. Và nó sẽ chiếu về phía này anh em nhá. Đấy. Bây giờ mà muốn lên trên đấy là mình dùng thang này và mình dùng khối chất nhờn này. Đấy, piston dính luôn. Piston dính luôn anh em nhá. Và chúng ta cần có redstone này, bộ lọc này, nút. Đấy. Cái này là hệ thống thang máy của tôi anh em ạ. Không không không. Cái này là hệ thống một nửa thang máy của tôi thôi. Cái này chỉ là một nửa thang máy thôi anh em nhá. Đây nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy này. Đó là cái chỗ nó khá là cao. Đúng không? Bây giờ sao mà lên được? Thì cái thang là mình phải đập cho nó sắp vào tường thôi mà, đúng không? Sao mà lên được, đúng không? Thì anh em có thể làm cái này này. Phá cái chỗ này đi nhá. Chúng ta sẽ đặt cái piston ở bên dưới này. Rồi ok chưa? Đặt khối slab bên trên. Đấy. Xong rồi chúng ta sẽ dùng cái bột redstone đặt nó vào đây. Xong dùng cái bộ lọc đặt nó chiếu về cái piston. Đấy. Xong rồi đây anh em. Đơn giản đâu. Xong anh em dùng cái ván gỗ này, mình che lại. Ok chưa? Xong em dùng cái nút này đặt vào đây. Đấy, quá ngon rồi anh em ạ. Bây giờ tôi chỉ cần xây cái thang để tôi đi lên thôi. Thang là tôi đã xây cái này. Đấy, được rồi nhá. Bây giờ tôi sử dụng cái này cho anh em xem nhá. Này. Đấy. Nó sẽ đẩy tôi lên đấy anh em. Đấy, khá là hay đúng không em? Quá ngon rồi. Ôi tối nhờ. Rồi các bạn, tôi sẽ lấy cái đuốc tôi cắm ra cho nó sáng nè. Rồi. Rồi, sáng qua đây anh em. Ok nhá. Bây giờ tôi sẽ xây mấy cửa sổ nữa thì nó ở phía này. Đấy. Thì bây giờ mà mình muốn xây nó ở phía này ấy, là đầu tiên là mình dùng bê tông đỏ này. Chúng mình sẽ xây nó ở hai bên cạnh này, ok chưa? Ở chỗ giữa này thì thay thế bằng cái cầu thang. Cầu thang này, ok chưa? Xong mình phá hết cái phía này đi nhá. Đấy. Phá hết cái phía này đi. Cái chỗ này là mình đặt thân cây này. Rồi, ok các em ạ. Trên thân cây là mình đặt cầu thang. Đấy. Cầu thang này. Rồi. Chỗ này cũng vậy các em ạ. Xong rồi thì ở giữa cầu thang là mình lại đặt đây như vừa nãy đây anh em. Mình đặt cái cầu thang thì nó bị ngược xuống đấy. Đấy. Xong ở chỗ này là ván gỗ. Đấy, easy mà đúng không anh em? Đấy. Xong ở trên này sao? Trên này là cầu thang này. Đó. Xong rồi đến phiến gỗ anh em ạ. Đấy, ba cái phiến cuối cùng đấy. May mắn là đủ luôn này. Ngon quá. Rồi. Thì ở chỗ này mình lại đặt đèn lồng đây anh em ạ. Đặt vào. Đấy, ngon rồi đấy anh em. Quá ngon rồi. Hai chỗ này nhá. Là mình đặt cái hàng rào vào anh em ạ. Tôi không có rồi. Ui dồi. Wow. Phèo quá anh em ơi. Phèo quá. Đặt hàng rào vào anh em ạ. Ok anh em. Xong rồi đấy. À, chúng ta đặt kính vào nữa chứ nhở. Đặt thêm kính vào nữa anh em ạ. Rồi. Quá đẹp rồi. Và cái chỗ này là mình đặt cái bê tông đỏ vào này. Đấy. Thành công rồi đấy anh em. Xong rồi. Ok anh em ạ. Thế là chúng ta đã xong được cái vẻ bề ngoài đó của cái nhà nấm rồi đấy anh em. Quá đẹp rồi. Để tôi đứng lui lui ra cho anh em nhìn nhá. Cực đẹp luôn anh em ạ. Đây này. Được không? Ôi giời ơi. Nhà của tôi đây anh em. Nhà của trưởng làng em nhá. Đây này. Đấy. Cực đẹp anh em nhá. Ok các em ạ. Thì bây giờ chỉ cần trang trí cái nốt nội thất bên trong là được. Thì cái phần trang trí nội thất bên trong là tôi xin phép anh em mà tôi không quay lên nhá. Là bởi vì là đấy. Thì như anh em đã biết rồi là cái lúc mà tôi trang trí nội thất thì tôi suy nghĩ kỹ lắm. Thế nên là tôi sẽ không quay lên anh em ạ. Khi nào mà tôi xong rồi tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em ạ. Thì sau một lúc suy nghĩ là tôi mới nhận ra là hình như là tôi quên một cái gì đó anh em ạ. À, thì nó còn một cái nữa mà nó làm cho cái nhà nấm này cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đó chính là những cái song sắt. Đấy. Chắc là anh em đang suy nghĩ kiểu là song sắt thì nó có cái gì đúng không? Thì nó có cái này anh em ạ. Đẹp lắm. Đây này. Để tôi xây lên cho anh em xem. Để từ từ tôi trang trí cho anh em xem nhá. Đầu tiên ấy là mình phải xây lên cao cao tí đã. Rồi. Xong rồi mình cắm cái hàng rào sắt vào đây anh em ạ. Cắm từ 2 cho tới 4 cái. Chỗ này chắc là tôi sẽ cắm bao nhiêu nhỉ? 4 đi. 4 cái nhá. Xong mình treo cái đèn lồng vào đây anh em ạ. Đấy. Xong phá cái này đi này. Phá đi anh em ạ. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như vậy với cả chỗ này và cả cái chỗ trước nhà nữa.
Rồi kia các ấy. Xong rồi đấy. Đây. Anh em lại bảo không đẹp đi. Quá đẹp đấy các bạn, cực kỳ đẹp luôn à. Đấy, ui dồi ôi. Đẹp không? Tuyệt chưa? Quá đẹp đấy các em ạ. Đây nhá. Để tôi đứng lui lui đây cho anh em nhìn này. Đấy. Đấy, tôi không hiểu sao thế nhưng mà thêm mấy cái họa tiết này vào cực kỳ đẹp anh em nhá. Ok anh em. Thì bây giờ tôi sẽ trang trí bên trong thôi anh em ạ. Rồi ok anh em ạ. Tôi sẽ trang trí bên trong ở đây anh em ạ. Ok thì bây giờ tôi sẽ đưa anh em vào tham quan nhà tôi nhá. Đấy, ui dồi ôi. Anh em thấy được không? Khá là đơn giản anh em ạ, thế nhưng mà khá là đẹp đúng không? Đấy. Suy nghĩ mãi đấy anh em ạ. Đấy. Chúng ta cùng lên tầng 2 anh em nhá. Tầng 2 siêu đẹp luôn anh em ạ, siêu đẹp luôn. Ố, từ từ nhầm anh em ạ. Từ từ á. Rồi. Đấy, ngon rồi. Đấy, ui dồi ôi. Ấm cúng không anh em? Ấm cúng không anh em? Và nó còn có cái kệ sách ra này. À, chúng ta sẽ cùng đọc cái quyển sách này anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều anh em ạ. À, đây là một quyển sách gọi là tình cảm chân thành của tôi dành cho anh em đấy anh em. Và quyển sách đó tên là Love anh em nhá. Đấy. Được viết bởi tài cast bản gốc luôn đấy anh em. Đấy. Đặt nó lại vị trí cũ anh em ạ. Rồi. Quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Chúng ta cùng ngắm bình minh tí anh em nhá. Đấy. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Tuyệt vời các em ạ. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xây đến những cái ngôi nhà nhỏ khác nhá. Chúng ta cần phải có những cái ngôi nhà nhỏ khác thì mới là làng chứ đúng không? Chứ mà có mỗi cái nhà to đùng thì của tôi làm sao mà là làng được. Ok các em ạ. Nhưng mà bây giờ muốn xây được các ngôi nhà nhỏ khác ấy là có vẻ là tôi không có đủ đồ rồi anh em ạ. Cho nên là chắc là bây giờ tôi sẽ phải chạy về nhà để tôi mang thêm đồ qua anh em ạ. Ok các em ạ, tôi đã về tới nhà ở đây. Và tôi đang chặt tí cây sổ sắm anh em ạ. À, mình chặt nốt mấy cây này rồi thì chúng ta có thể xây được cái ngôi làng nấm thôi. Thật sự là tôi rất là muốn cho cây sồi sẫm này vào trong máy farm. Nhưng mà không được anh em ạ, bởi vì là cây sồi sẫm này nó to quá. Cho vào là hỏng máy farm luôn đấy anh em ạ. Thì thật ra là tôi có một vài điều tôi muốn nói với anh em. Đó chính là cái vùng đất nấm tôi thấy thật sự là rất là đẹp anh em ạ. Và tôi có một ý tưởng. Đó là tôi sẽ xây vùng đất nấm đấy thành vùng đất thần tiên anh em nhé. Nó là một vùng đất mà nó cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đó. Và ngôi làng nấm sẽ là khởi đầu cho vùng đất thần tiên anh em ạ. Rồi ok anh em ạ. Thì bây giờ tôi sẽ về và tôi chuẩn bị thêm một vài cái đồ lung tung thôi. À, và xong rồi chúng ta cùng qua cái đảo nấm mà chúng ta cùng xây thôi anh em ạ. Ok anh em ạ. Thì tôi đã quay trở lại cái nhà nấm của tôi ở đây. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây cái làng nấm đỏ anh em nhé. Tôi chặt được khá là nhiều gỗ là bởi vì đều nhờ cái rìu có cái hiệu suất 4 anh em ạ. Khá là khỏe anh em ạ. Đây nhá. Bây giờ nếu mà muốn xây mấy cái nhà nấm đỏ ấy là mình sẽ cần có mấy cái hạt giống nấm này này. Đấy. Rất là ôi. Thế quái nào mà nó không rơi là? What? Ơ? Gì kỳ lạ vậy anh em? À, tôi phải dùng cái cuốc mà nó có độ mềm mại thì nó mới rơi ra anh em ạ. Rồi, ngon rồi. Ok anh em nhá. Bây giờ chúng ta đã xây cái này anh em ạ. Đầu tiên ấy là anh em cần đặt cái nấm đỏ xuống đất. Đấy. Đặt vào đâu nhỉ? Tôi nghĩ là tôi sẽ xây một căn nhà nhỏ nhỏ bên cạnh này đi nhỉ? Ở đây đi anh ạ. Rồi ok nhá. Xong bây giờ ấy, chúng ta sẽ đặt một cái khối ở bên cạnh này để làm cho cái nấm nó cao lên một block anh em ạ. Rồi. Xong rồi chúng ta phải xây lên bên trên đây anh em ạ. Để từ tôi tính lắm nào. Một này, ba cái nữa này.
thêm cái nữa và thêm cái nữa anh em ạ. Đấy, xong kéo ngang qua. Ok chưa? Phá cái này đi. Rồi. Thì tôi xây cái này ấy, là để giới hạn cái chiều cao của cái nấm anh em ạ. Là nấm là tôi chỉ muốn nó cao tới đây thôi. Ok chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta dùng cái bone meal. Tôi đã mang tới rất là nhiều xương ở đây anh em. Đấy. Cái bone meal chính là cái bột xương đấy anh em. Nào. Nào cây. Lên đi em. Đấy. Ngon ngay các bạn. Đấy, đẹp anh em nhá. Thì chúng ta phải cực kỳ cẩn thận anh em nhá, chứ nếu mà chả may mà ấn rìu vào cái này này là hỏng luôn cái cây nấm này anh em ạ. Cẩn thận đấy. Bây giờ tôi phá cục bên trên này đi nữa anh em ạ. Để từ tôi dùng nước qua đây tôi phá anh em ạ. Rồi ok anh em ơi. À, ngon rồi đấy anh em. À, nó đúng lúc mà mình ngắm hoàng hôn luôn anh em ạ. Quá là đẹp anh em ạ. Rồi nhá. Bây giờ mà có cái cây nấm này ở này là bây giờ chúng ta đã xây cái này, chúng ta sẽ đặt một cái bàn chế tạo ra. Thì tất nhiên là phải dùng cái bàn chế tạo rồi đúng không? Chúng ta sẽ craft ra cái ván gỗ này. Nhiều vào anh em ạ. Nhiều vào. Ok chưa? Xong rồi chúng ta sẽ làm cái cầu thang gỗ sồi sẫm anh em ạ. Đấy. Nhiều vào anh em ạ. Chúng ta sẽ đặt xung quanh ở đây anh em nhá. Tôi muốn cái nhà này nó hướng về đây. À, nè tôi sẽ để cái cửa của nó ở chỗ này anh em ạ. Đấy. Ok anh em ạ. Thì chúng ta dùng tay không chúng ta phá anh em nhá. Bởi vì là nếu mà dùng rìu ấy thì nó quá mạnh anh em ạ. Và nó có thể làm hỏng cái cây nấm luôn đấy anh em. Chúng ta xây cái này này. Đầu tiên ấy là chúng ta sẽ phá cái lõi đi đã anh em ạ. Phá cái thân cây đi. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ dùng ván gỗ để chúng ta xây sàn anh em ạ. Ok anh em. Ngon rồi đấy. Ok anh em ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng đến cái cầu thang gỗ này. Đâu rồi, đây rồi. Đấy. Đặt nó vào đây anh em nhá. Đấy. Bên cạnh này cũng vậy này. Đó. Và mình cứ xây như vậy là mình bao xung quanh cả cái nhà thôi các bạn. Chết cha rồi. Chết cha tôi rồi anh em ơi. Tôi đặt vào cây nấm rồi. Đặt vào cây nấm thế này ấy, là khi mình phá đi ấy là nó... Oh. What? What? Điều thần kỳ gì vậy? Chắc là do tôi dùng cái cầu thang nghe các bạn. May mắn may mắn. Đây nhá, thì nếu mà anh em nào mà thắc mắc là chuyện gì vừa xảy ra vậy ấy, thì nó là như này này. Nếu mà anh em mà chẳng may ấy, mà anh em đặt một cái khối block nó vào mấy cái khối nấm đỏ này này thì nó sẽ bị nâu đi anh em ạ. Đây này. Ơ? What? Thế nào mà nó lại không bị nâu đi à? What? Wow. Kỳ dị vậy. Bình thường thì nó phải bị hỏng ý chứ nhở. Khá là thú vị anh em ạ. Được rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái chỗ này một tí anh em ạ. Sửa lại chỗ này một tí thì tôi sẽ sửa này này. À, thì ba cái chỗ đầu này này là tôi sẽ thay vào đó là ván gỗ anh em ạ. Đâu rồi? Đây rồi. Đấy. Và cái chỗ trước này nhá là cái cầu thang. Đẹp vậy anh em. Xong cái nhà xinh xinh ở đây anh em. Đấy. Quá đẹp anh em ạ. Tôi sẽ làm cái cửa nữa. Rồi. Đặt cái cửa vào xong đây anh em. Rồi. Xịn quá anh em ạ. Xong thêm cái đuốc nữa là được. Đấy, cho thêm cái đuốc vào. Ok anh em. Bây giờ tôi sẽ xây lắp cái mái này lại anh em nhé. Muốn lắp cái mái này lại là chúng ta sẽ dùng chắp đo anh em ạ. Chắp đo nó của cái loại gỗ này luôn. Nào. Thân cây của tôi đâu rồi? Cái ván gỗ của tôi đâu rồi? Đây rồi. Đấy. Tôi cần có 9 cái chắp đo đây anh em. 10 cái này. Ok. Phá cái đuốc đi. Đấy. Đặt vào thôi anh em ạ. Đấy. Thì là xây nó khá là đẹp đây anh em. Rồi. Xong rồi tôi sẽ để cho cái nhà này có mấy craft table anh em ạ. À không, tôi nghĩ chắc là cái nhà này tôi sẽ để cái bàn vẽ bản đồ đi anh em nhỉ. Sau này là anh dân nào mà anh ấy làm ở cái nhà này là anh ấy sẽ vẽ bản đồ cho mình. Rồi. Đuốc anh em ạ. Để cắm đuốc ra. Đấy. Cho sáng chữ đúng không. Nào. Đấy. Ngon ngay anh em ạ. Đẹp rồi đấy. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thật sự là tôi quên mang giờ ngồi nên là tạm thời này thôi anh em nhé. Rồi. Xong một cái nhà ở đây anh em. Quá là xinh anh em nhỉ. Đấy, quá là xinh luôn anh em ạ. Ok nhá. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục và tôi xây thêm những cái nhà nữa anh em ạ. Ok anh em. Thì tôi muốn có một cái nhà ở đây. Đó. Nhưng mà cái nhà đấy là tôi không muốn nó cao lên một block nhà này nữa. Đó. Mà tôi muốn là nó ốp sát vào đất luôn anh em ạ.
Thế nên là tôi sẽ làm cái này. Đào xuống một cái anh em nhá. Đấy. Đặt cái nấm vào. Oh. Wow wow. Ok anh em, thì cái lý do tại sao mà tôi không đặt được nấm ra ấy là bởi vì là nếu mà anh em mới đặt nấm ấy là anh em phải đặt nó trong chỗ tối. Nhưng mà tôi đứng ở ngoài trời sáng ấy này. Thực ra là màn trời đang tối, thế nhưng mà nó vẫn tính là sáng em nhá. Thì là game nó như vậy đấy anh em ạ. À, nhưng mà tôi đặt được nó ở trên cái loại đất này là bởi vì là cái loại đất này là đất đặc biệt anh em ạ. Đất của đảo nấm mà. Đấy. Thế nên là chúng ta có thể trồng nấm mà chúng ta không cần phải che cái gì trên đầu luôn anh em ạ. Đấy. Ok các bạn, thì bây giờ mà mình muốn đặt được cái nấm nó xuống bên dưới ấy, là mình phải làm cái này anh em ạ. Đào một cục đi đã nhá. Xong rồi dùng cái cuốc có cái độ mềm mại anh em ạ. Đào đi mấy cục đất này. Đấy. Tôi sẽ có cái cục đất này. Hình như là khuẩn ti thể ấy, đúng không? Đúng không? Đúng là khuẩn ti thể rồi anh em ạ. Tôi sẽ đặt cái khuẩn ti thể xuống bên dưới này. Đặt nó xuống. Đấy. Là giờ là mình đặt được nấm rồi anh em ạ. Đấy. Ngon ngay nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dùng bột xương này cho lớn lên là từ từ đã. Tôi phải giới hạn cái chiều cao của nó đã anh em ạ. Nào. Lên đi em. Ui đấy. Đẹp ngay các em ạ. Tuyệt quá. Tuyệt vời rồi. Được rồi, tôi phá cục ở bên trên đi anh em ạ. Rồi. Ok các em. Ngon rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ làm cái cửa nhá. Tôi làm cái cửa chắc là tôi sẽ hướng nó về đây đi nhỉ. Đấy. Tôi sẽ hướng nó về cái nhà nấm to đùng của tôi. Nào. Phá nó ra. Rồi. Phá cái thân cây luôn anh em ạ. Rồi. Phá cái bên dưới này đi luôn. Ok anh em nhá. Xong rồi chúng ta sẽ phá cái nền đi anh em ạ. Chúng ta sẽ lắp gỗ vào. Ok anh em. Ngon rồi đấy. À. Đặt cái cửa ra anh em ạ. Cửa. Rồi. Cái nhà này tôi sẽ cho anh làm vũ khí anh em ạ. Đá mài đấy. Rồi. Đặt thêm cái đuốc cho nó sáng anh em ạ. Cái đuốc thì mình đặt ở đây đi. À mà thôi, cái đuốc mình đặt ở đây đi anh em ạ. Ê. Cái đuốc cứ đặt ở đây đi anh em ạ. Đấy. Ngon ngay anh em ơi. Tuyệt vời rồi. Tôi sẽ làm thêm một cái nhà nữa anh em ạ. Một cái nhà nấm nữa. Nhưng mà cái nhà nấm này là tôi sẽ làm nó lên cao anh em nhá. Nó sẽ không còn bẹt ở dưới đất nữa. Đấy. Thì bây giờ mà muốn làm cái nhà nấm lên cao ấy, chọn chỗ đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ phá cái nấm này đi. À, bởi vì là cái nấm nâu này nó hơi vướng chỗ anh em ạ. Phá đi. Ok các bạn, xong rồi đấy. Ok nhá. Thì bây giờ ấy, đầu tiên ấy, vẫn đặt cái nấm đỏ ra. Đây này. Đặt nó ra. Ok các bạn nhá. Đấy. Xong bây giờ ấy, từ từ. Tôi thấy nó có vẻ là hơi gần đấy các bạn. Đặt nó ra xa thêm tí đi. Ở đây đi. Rồi. Bây giờ nếu mà anh em muốn làm cho cái nấm nó cao ấy là anh em phải cho nó uống sữa. Đùa thôi các bạn. Là anh em phải xây này lên này. Đấy. Để anh em giới hạn cái chiều cao của nó. Là nó bắt buộc là nó phải cao tới cái mức độ này đây các bạn. Ok chưa? Xong bây giờ là anh em đi lên trên là anh em giới hạn cái độ cao. Không mà thực ra chả cần thôi các bạn. Chả cần đâu. Rồi. Chúng ta cho lớn luôn thôi các bạn. Lên đi em. Đấy. Cao ở đây anh em. Khá cao. What the hell? What? What? Cái này là cái loại nấm gì mà sao mà trâu khuyết tật thế này anh em. Đã thế nó còn bị thiếu mất đoạn này chứ. Thôi rồi anh em ạ. Tôi phá cái này đi vậy anh em ạ. Có vẻ chắc là tôi làm sai cái chỗ nào rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là chắc là bây giờ tôi sẽ dùng gỗ. Bởi vì đất thì chắc là nó không chấp nhận anh em ạ. Dùng gỗ để tôi giới hạn cái chiều cao của nó lại. Nào. Đặt lại cái nấm đỏ ra nào. Ở đây đúng không? Gỗ ra. 1, 2, 3. Đấy ok anh em nhá. Xong bây giờ tôi cho cây lớn thêm nào. Lên đi em. Đấy. Ngon ngay anh em ơi. Cao rồi, cao rồi. Cao rồi. Rồi. Cẩn thận chứ không là mình phá nhầm mấy cây nấm này đi chết cha anh em. Ok nhá. Thì nếu mà cây nấm cao này này là bây giờ chúng ta phải cần thang đúng không? Đơn giản thôi. Thang vào anh em ạ. Mà từ từ đã. Trước khi dùng thang ấy là tôi sẽ dùng ván gỗ đó anh em ạ. Ván gỗ mà tôi đặt xung quanh đây này. Đấy. Quá đẹp anh em ạ. Cái nền đấy. Ok anh em ơi. Xong rồi nó dùng thang. Đấy. Bốn cái thang lên. Đấy. Chúng ta đã có cái nhà yêu quý rồi anh em. Thì phá cái này đi. Đấy. Không cần đâu. Chắc là tôi sẽ phá cái này luôn nhỉ. Phá cái này đi anh em ạ. Rồi. Đặt ván gỗ vào đây luôn. Rồi. Xịn rồi đấy anh em. Xịn rồi.
cái nhà này là tôi sẽ cho nó làm bàn làm cung tên đi. Đấy. À mà thôi, tôi cho nó làm đá mài luôn đi. Đá mài vào. Rồi. Đấy, cái bàn làm cung tên thì tôi sẽ mang vào nhà tôi để tôi trang trí anh em ạ. Bởi vì nếu mà theo tôi nhớ là trong nhà tôi là nó chưa có cái bàn làm cung tên. À, tôi nghĩ là tôi sẽ trang trí nó ở trên tầng 2 đi nhỉ. Để tôi lên tầng 2 các bạn. Bay lên nào. Ôi. Thỉnh thoảng là nó bị kẹt vậy đây các bạn. Đấy. Phải đứng đúng giữa anh em nhá. Lên rồi. Tuyệt vời rồi. Nào. Bàn làm cung tên là tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ để nó ở... Tôi nghĩ chắc là tôi sẽ phá cái này đi này. Rồi. Đặt cái bàn làm cung ở đây các bạn. À không 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 không. Đặt cái khung cửi vào đây các bạn. Đấy, đặt nó chồng ngay nhau. Đặt cái bàn làm cung vào đây. Đấy. Ngon ngay. Mà nhà tôi cũng thiếu mất cái craft table các em nhá. Nên là bây giờ tôi cần đặt thêm cái craft table này. Tôi nghĩ là tôi sẽ đặt nó ở ở đây các em ạ. Ở đây. Đấy. Ok rồi các em. Tuyệt vời rồi. À thì tự nhiên thì nó thừa ra một cái thảm tím đúng không? Đặt nó lên đây các em ạ. Ok các bạn. Ok, rồi. Ok các bạn, thì thật ra tôi thấy cái nền này nó có vẻ hơi cao đúng không? Nên là tôi sẽ xây cái nền gỗ này nó xuống dưới một chút anh em ạ. Và tôi sẽ dùng tay không để tôi phá gỗ cho nó an toàn anh em ạ. Ok thì chúng ta sẽ xây nó xuống một block anh em nhá. Đấy, ván gỗ rồi. Tôi trèo lên và tôi xây lại cái nền anh em ạ. Ok các bạn, ngon đấy. Rồi, thang vào. Bây giờ tôi sẽ xây cái bên cạnh anh em nhá. Cái bên cạnh là chúng ta sẽ dùng cái cầu thang. Đấy. Và chúng ta cứ xây y nguyên như vừa nãy thôi anh em ạ. Rồi anh em ơi. Đẹp quá rồi. Á. À, chắn lại cho an toàn. Đấy. Quá xịn anh em ơi. Quá xịn rồi. À mà tôi thấy có vẻ hơi thiếu đúng không? Chắc là tôi phải làm cái cửa kính anh em ạ. Đấy. Phá ra để mình làm cái cửa sổ anh em ạ. Rồi ok các bạn, thì bây giờ là tôi sẽ đi tìm cát một tí này. Sau đó là tôi quay về tôi nung cát để tôi có kính anh em ạ. Đấy thì là cái chỗ này này. Đây này cát đây này. À, khá là đơn giản anh các bạn. Đẹp quá anh em ơi. Xịn quá. Tuyệt vời quá anh em ạ. Rồi tôi có cát đấy. Bây giờ tôi về tôi nung rồi được. Thấy không? Nó cát ở đây luôn này. Ok các bạn. Ok các bạn, thì tôi đang nung kính đây. Vui quá vui quá. Thật sự hôm nay là tôi vừa mới phải đi đào đá đấy anh em ạ. Tôi thật không ngờ là cái lúc mà tôi chuẩn bị đồ để tôi xây cái nhà nấm này này là tôi chuẩn bị lò luyện kim và lò hun khói, nhưng mà tôi không chuẩn bị lò nung anh em ạ. Không có lò nung luôn. Thế nên là tôi vừa phải đào một tí đá ở đây thì tôi làm cái lò nung mới đây anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi đã có 16 tấm thủy tinh ở đây. Trời lại mưa tiếp anh em ạ. Đợt này trời mưa tầm tã nhở. Nào, đặt vào anh em nhá. Đấy, đặt vào này đẹp ngay anh em ạ. Rồi ok các em ơi. Quá tốt rồi các em ạ. Nhà quá đẹp rồi. Ok các em ạ. Thì tôi nghĩ là buổi hôm nay tới đây thôi các em nhá. Hôm nay là tôi đã xây được một cái nhà nấm cực kỳ là đẹp đấy các em ạ. Cực kỳ là dị và rất là gọi tuyệt vời luôn anh em ạ. À, là tôi đã xây được những căn nhà nhỏ nhỏ cho dân làng đây. À, sau này tôi sẽ đưa dân làng tới các em ạ. Và đây sẽ là khởi đầu của vùng đất thần tiên anh em nhá. Đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây nhá. Gặp lại các em ở video lần sau nhá. Yêu anh em rất là nhiều.